Xin chào tất cả các bạn, và hôm nay thì lối mời mình mới lại quay lại. Tại vì thời gian này thì tụi mình phải học online lại rồi, xong rồi tụi mình học thêm nữa. Đúng rồi, mình học thêm bao nhiêu ngày? Bảy, trong một tuần có 7 ngày thì em học mấy ngày? Em học hết nguyên tuần. Đúng rồi, em đâu có rảnh ngày nào đâu. Ừ, ý anh là buồn. Em có mẹ hả? Ừ. Không sao, chúng ta là chi cốt mà. Let's go. Let's go, và hôm nay chúng ta sẽ chơi trò nhìn bộ phận trên cơ thể đoán đấy là ai. Let's go. Cái này cũng rất là nhiều về các lĩnh vực khác nhau, ví dụ như hát nè, các diễn nè, hiểu không? Nói chung là về thể thao, nói chung là tất cả những người nổi tiếng chắc chắn là em sẽ biết. Ok, vậy chơi đi. Let's go. Thì game này mình nghĩ là rất là dễ. Đây, để anh quay ngang ra nha. Đây, mọi người thấy nó to không? To là chính là để mình nhìn cho dễ. Ok, let's go. Tình đầu tiên à? Em nhìn là em biết là ai luôn. Cái này thì anh chỉ nghĩ là đến người Hàn Quốc. Em nhìn là em biết là ai luôn. Anh biết này, sao vợ, không? Vợ anh. Loại gì thứ nhất á? Em phải nói cái đặc điểm hiện diện. Đại thứ nhất á là mắt mi lót. Đâu, lông mày màu nâu nữa. Rồi cái tóc màu bạc kim. Rồi cái lông mi là chuẩn là luôn. Em biết. Chuẩn vợ anh luôn. Là Rosette. Yeah, chúc mừng. Trời ơi, sao xinh quá là em. Phải quá xinh chứ không phải xinh quá. Đẹp quá. Quá đẹp. Cái gì? Hát. Những hát. Ngôi sao trên cao. Những ngôi sao trên cao. Đẹp quá. Là người bạn tâm giao. Quá đẹp. Trời, còn đấy sao không biết. Hồi xinh quá nhỉ. Xinh thiệt. À, sếp. Ủa, cái gì? Trời, em TV. Đây là chồng em hả? Chân biết gì? Thôi, sống với em. nhìn tai giống hệt luôn. Giống hệt ai? Giống với Sơn Tùng. Chứ giống ai? Người ta là Sơn Tùng, kêu giống hệt Sơn Tùng. Xin lỗi. Em biết ai này nè. Cũng là một người vợ của em khi anh nắm vợ nhờ. Đây nè, nhìn cái cặp mắt này là biết ai rồi. Chẳng đây là nhìn cái cặp mắt với lại cái sống mũi là biết là chị Amy not Amy. Amy. Yeah. Amy. Chị nói giọng bắt rồi. Hi Amy. Xin gọi gì nữa? Xin chào tất cả các bạn. Xin chào tất cả các bạn. xíu. Ai vậy? Từ. Ai vậy? Không biết. Trời ơi, hột xoan đồ. Anh nghĩ là ai? Em nhìn nha. Ủa, ai em vậy? Nhìn cái miệng nhìn quen. Sao giống trong một người phụ nữ. À, đương nhiên một người phụ nữ trong Running Man của phim ở Việt Nam ấy. À, em biết rồi. Ai? Running Man mùa 1 có một người là chỉ có một nữ thôi đúng không? Em nghĩ là cô Ninh Dương Lan Ngọc. Đoán là cô Ninh Dương. Đúng rồi, em giống ý anh á, cô Ninh Dương Lan Ngọc. Ôi trời ơi. Em biết rồi, Đào Bá Lộc. Đào Bá Lộc. Ủa? Anh xem nó lại. Từ từ để em nhìn cái cặp chân mày này quen. Đánh chân mày hơi đậm nhưng mà em nhìn quen nha. Nhìn quen. Nó nhìn như Đào Bá Lộc nhưng mà em đoán lại nha. Em đoán lại. Có phải là đoán thử thôi. Ngọc Trinh. Đúng rồi. Là gì, nữ hoàng nội y. Nữ hoàng nội y. Ui trời ơi. Đẹp. Ừ, đẹp ha. Sao đấy là tao nhìn đẹp không? Ủa, xem toàn khen tao đẹp quá. Đẹp. Ủa, giờ mới dùm lên khi em đẹp chứ. À, bị anh nhập rồi. 2, 3, giờ. Cười đi. Ew, cái cầm này cầm phẫu thuật đó mọi người. Đây là Nguyễn Ngọc Bảo Chu. Bảo Chu là Nguyễn Ngọc Bảo. Bảo Chu. Từ này cái răng này, nhìn răng hồi đấy đều không? Ấy cái răng bây giờ nó bị bể rồi ha. Nó bị mỉa. Ừ. Bởi vậy, ngày xưa gì? Em dễ thương, giờ em thương không dễ luôn anh. Xấu. So cái đợt này là anh mới gặp em thôi nè anh. Đợt cô gái tầm qua. Xấu. Sử học viên hôm nay chịu cao. Ngày mai cho em hát nghe bài đó thử coi. 2, 3. Vì một tầm vó. Em không nhớ. Cô chị nhớ. À, chào mừng bạn mới đến. Gói thêm một niềm vui. Vui cười đó hả? Chào mừng cười với má. Đến đây cho cuộc đời. Đến đây vui, đến đây chơi. Là phùng hoa bông mộng xanh. Đến đây vui, đến đây chơi. Là phải hình không có hình nhảm. Cái này là cái đầu của Gia Khiêm.
Ủa thì thống đầu anh mà. Thì anh nữa. Chắc chắn là anh rồi. Oh! Lần sau á, mà có cắt á, thì cắt cái này cái tay đi cho nó dễ nhìn. Ê, ủa, giàu biết quá bao nhiêu người. Nhìn giống anh ha. Ai là bọn anh mà. Ủa, thì lớn. Nhìn mặt anh hồi đấy dễ thương ha. Em thấy nốt ruồi này không? Không. Nhìn nào. Xóa rồi còn gì nữa. Ừ, giờ nó thành một cục sẹo. Sao vậy? Thôi, em nói nghe này nè. Cái mặt anh đã bị lục cái lỗ kia ở đó, đó, cái sẹo đó. Ủa, cái sẹo của nốt ruồi đó. Em tưởng cái khác. Jenny, vợ em không biết nữa thôi. Biết là sao không? Jenny có một cái cặp mắt và nào vô ai cũng biết luôn với cái mũi. Mũi đó, đúng. Nói chung là Blackpink anh thấy ai nó cũng có một cái nét riêng á. Với lại nhìn dễ nhận ra. Không phải, vì mình coi nhiều quá nên mình biết thôi. Trời ơi, đẹp quá. Đẹp thật. Only. La say la Lisa love me. Say la Lisa love me la Lisa love me. Call me la Lisa love me la Lisa love me. Oh. I try to add it to. Còn cái bài nữa. Drop some money. Some money. Ai cái gì đó. Put it on the rap. Baby, get the microphone. Put it on speaker. I said I can hear you, so you need to speak up. I put that shit on stereo. Everything is very low. Ôi, sao anh thuộc cơ? Anh nghe nhiều quá, anh thuộc quá. Em cũng nghe, em không biết đọc nha. Đúng rồi. Đẹp quá. Cái hình này là hình đợt comeback mới nhất nè. Hình mới á, màu xinh quá thôi. Trời, bộ móng chị cũng đẹp nữa. Trời, Jisoo đi cái gì ghê hả? Tuần lễ thần. Anh còn chưa kịp nhìn nữa. Xin lỗi nha, lần sau em sẽ... Cái này là Jisoo đi từng lỡ thời trang à. Dior hả? Đúng không? Dior, Dior. Đẹp, đẹp dữ, đẹp, đẹp. Sao lại bảo đẹp được em? Phải nói gọi là quá đẹp. Ừ, quá đẹp okay. Luôn. Thấy mắc cười cái đợt mà Jisoo đi á. Xong cứ qua bên Dior. Lựa đồ, thích cái gì là cái này? I love this color. Xong rồi lấy về luôn. Cristiano Ronaldo. Idol anh. Ủa sao tao ba tổ chức biết giờ yêu ba tổ chức không? Ủa từ từ. Su. Nè anh muốn mua cái áo này quá. Bữa nay em mua tặng anh nha. Ai vậy? Ai vậy? Ê từ từ, phải nhìn nha, Đào Bá Lộc hả? What? Nhìn ai cũng Đào Bá Lộc vậy? À, em biết cái ông này rồi. Tuấn hay cười hả? Anh Tuấn hả? Anh Tuấn hay cười. Đúng không? Ấy nhìn giống quá vậy? Ôi! Ghê hả? Đương nhiên. Anh giỏi quá à. Le Bon. Chị Le Bon. Chị Le Bon. Chị Le Bon dễ thương mà đúng không? Thấy, thương nhưng mà xinh. Thấy xinh, thấy xinh nhưng mà chị Le Bon nói chuyện dễ thương. Ừ. Đúng rồi. À hồi trước em hay coi mấy bài tập thể thao chị Le Bon. Tập hay là xem? Gì lắm. Misty. Ấy sao tính là sao dở vậy? Nhìn phát biết luôn á, nhìn cái mũi với lại cái mắt, cái kính kìa. Cái kính nè, signature là cái kính à. Anh Độ. Hí nha. Anh Độ. Hí nha. Tập trưởng hả? Đúng không? Tập trưởng. Ờ đúng. Độ Missy tập trưởng. Độ Missy, anh Độ Missy. Nhìn cái nó rùa vậy. Đỉnh cái nhà có Độ đỉnh. Nhà bự ha. Binzy, Big City Boy. Xem đó nhanh nhỉ. Ủa thì chưa dễ hẹt vậy sao không biết. Big City. Big City Boys. Với cái mái tóc đỏ này. Với cái môi này. Với cái khuôn mặt thật là tròn trịa. Này. Nhìn cái môi cũng quen á. Cái môi này chỉ có làm rapper thôi. Đúng không? Từ nha, anh nói rapper hả? Rapper thì chỉ có mỗi chị Tờ Linh. Tờ Linh với Tháo hả? Rap Việt. Ủa sao anh biết rap Việt? Nhìn cái mặt này không giống chị Pháo. Tờ Linh. Tờ Linh. Ôi giời đúng luôn kìa anh ơi. Đẹp quá à. Nhìn chất quá à. Nhìn đúng ngầu luôn. Nhìn chị Tờ Linh đúng ngầu. Rồi em làm ngầu giống chị đấy đi. Em sao mà ngầu được lúc nào cũng. Yeah. Và cuối cùng thì game của tụi mình cũng đã xong rồi. Nếu các bạn thích thì các bạn nhớ like, share, subscribe cho mình. Và cho mình những cái suggest về những cái game lần sau. Tại vì bây giờ mình bí ID quá. Rất là bí. Đúng rồi, bí thật luôn á. Anh phải suy nghĩ mãi. Anh thấy mọi người chơi vui quá nên anh mới chơi giống mọi người đó. Đúng và rồi. Và kêu mọi người đã xem hết. Và xin chào và hẹn gặp lại. Cái bàn tay này.
cái bàn tay này thì không lẫn vào đâu được. Tại sao còn sân bóng nữa, chương trình là biết thì alo có một bàn tay năm ngón. Ai làm vậy? Ban tổ chức tôi xin cái tên nào. Một bàn tay năm ngón, em không biết chọn ngay. Đâu đâu năm ngón này, bảy ngón mà. Kìa cái bàn tay, mà. Cái chân mới là bảy ngón. Này. Dạ quá. Em yêu quá mà. Ra, đâu là con chó rồi con người. Giỡn thôi. Chủ của nó đó rất là đẹp trai. Anh ơi, cái nắng này là của em mà. Ai nói? Cái nắng của con xài của vật của em. Không, đừng nói nhiều. Ê, đẹp quá, tại sao nó có cái yếm được vậy? Sao nó đẹp dữ. Một đời nhìn vô cái bức hình chỉ thấy mỗi con xoài chứ không thấy da khiêm đâu hết. Chắc da khiêm và cái phong nền rồi. Đây nè, phải để hình vậy phải đứng nè.